Sơn vừa mới khai là chuyển tiền cho bị cáo không? Qua thư ký bị cáo không? Bình thường là xét Không xử, nữa. bình thường đại diện viện kiểm sát. Về số tiền mà các bị cáo khác đưa cho bị cáo thì khi cơ quan đang điều tra việc bị cáo ban đầu không nhớ được tất cả trong từng này, không nhớ được số lần đưa, số tiền từng người đưa từng lần, mà đề nghị viện kiểm sát là giúp cho các bị cáo khác, các người đưa hỗ trợ bị cáo để bị cáo có lời khai chính xác nhất. Nhưng đối với cả Trần Minh Tuấn Đấy. thì bị cáo có nhớ là thư ký có đưa cho bị cáo một vài lần gì đó tại thời điểm mà lúc bị cáo đang công tác, còn trong phong bì bao nhiêu thì bị cáo lâu cũng không nhớ. Đến thời điểm này thì qua lời khai của thư ký cũng như của các bị cáo khác thì bị cáo đã xác nhận số tiền mà bị cáo nhận từ Trần Minh Tuấn là 500 triệu. Bị cáo nhận số tiền này để làm gì? Báo cáo phần xét xử thì bị cáo lúc đầu không quen Phạm Trần Minh Tuấn mà thông qua một người bạn là anh Lương, nguyên phó tổng đốc Mặt trận Việt Nam, dẫn Trần Minh Tuấn đến nhà giới thiệu là có một người em chơi cùng, đề nghị là giúp cho vấn đề là hỗ trợ cách ly được người dân về nước. Thì bị cáo nói rằng là công việc này Hà Nội làm rất lâu rồi, tức làm bình thường thôi, cứ làm một cách bình thường, khó khăn gì thì hãy điện thoại. Và trong quá trình làm, sau đó không gặp lại Trần Minh Tuấn lần nào cả, cũng không nhận được tin nhắn điện thoại gì cả. Sau đó thì cũng nhận được từ thư ký nói về quả cảm ơn của bạn của anh Lương, nguyên phó tổng đốc Mặt trận Việt Nam, thì báo cáo cũng nghĩ rằng là đây là quả cảm ơn của quá trình làm việc mà các đơn vị gửi cho. Rồi, bị cáo có thể về chỗ luôn.